lên taxi các con, chúng ta sẽ đi dã ngoại trong công viên. Tuyệt, và chúng ta có thể đi trên một chiếc xe taxi thật sự. Mình mang theo những bong bóng ma thuật của mình. Mình đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho chuyến đi. Dạ, bác hy vọng các con sẽ thích chia sẻ. Chia sẻ là gì? Con có thể có một cái không? Là bác sẽ trên taxi, chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bác sẽ trên taxi, chúng nó xoay vòng, chúng mình cùng đi. Ồ, chuyến đi thật là suôn sẻ đáng yêu. Ui, không. Trẻ em trên taxi đi xuống lên hoài, xuống lên hoài, xuống lên hoài. Trẻ em trên taxi đi xuống lên hoài, chúng mình cùng đi. Nè, xem tôi thổi bong bóng ma thuật. Bong bóng ở trên taxi chúng nay liên hồi, nay liên hồi, nay liên hồi. Bong bóng ở trên taxi chúng nay liên hồi, chúng mình cùng đi. Nó xuất hiện ngay trước mặt tôi. Xin lỗi, muốn ăn một ít snack không? Còn chia sẻ thì sao, bác có thể cắn một miếng không? Không, trong khi bạn đang lái xe, anh bạn. Trẻ em ở trên taxi chúng nó nhai kìa, chúng nhai kìa, chúng nhai kìa. Trẻ em ở trên taxi chúng nó nhai kìa, chúng mình cùng đi. Kẹo đó ngon quá, phù thủy quá tốt. Bây giờ chọn bong bóng để tài xế có thể thấy nơi anh ta đang đi nhé. Còi to trên taxi kêu bíp 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 bíp. Còi to trên taxi kêu bíp bíp bíp, chúng mình cùng đi. Này, nhìn xem đó là ai? Chào, chào, xin chào. Là bác sĩ trên taxi chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bác sĩ trên taxi chúng nó xoay vòng, chúng mình cùng đi. Ở đâu? Phố phường mình đi. Chúng tôi đang ở đây. Nhìn con nhện kìa. Ồ, Tuyệt, cậu ấy dễ thương mà. Không đâu, sợ lắm. Nhìn Insy Winsy chú nó leo trên cái vòi. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hồng khô mọi cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy tiếp tục lại leo lên vòi. Tớ không biết, cậu ấy làm tớ sợ. Nhưng cậu ta chỉ đang leo thôi mà, cậu ấy thích leo trèo. Nhìn Insy Winsy chú nó leo trên cửa chuồng. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hồng khô mọi cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy tiếp tục lại leo lên chuồng. Có lẽ cậu ấy không đáng sợ lắm. Ồ thôi nào, nói đi, dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương. Nhìn Insy Winsy chú nó leo trên cái cây. Và rồi mưa đen cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hồng khô mọi cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy tiếp tục lại leo cây rồi. Tớ nghĩ cậu khá thích anh ấy, phải không? Cậu có thể bảo anh ấy tiến về phía tôi. Nhìn Insy Winsy chú nó leo trên cái vòi. Và rồi mưa đen cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hồng khô mọi cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy tiếp tục lại leo lên vòi. Cậu thật dễ thương ngài nhện ạ. Nhện này, cậu sẽ là bạn tốt của tớ chứ. Được rồi, ai muốn giúp mẹ làm kem không nào? Hả? Không ai cả. Bọn trẻ đi đâu hết rồi nhỉ? Con ở đây. Ôi trời, con ơi,
này là gì đây con? Là sân khắp sàn luôn và mọi thứ thật là ghê. Ôi trời, con ơi, ôi thôi thôi rồi tôi ơi, hãy dọn dẹp chỗ này, nó như cái chuồng heo. Được rồi mẹ yêu. Vâng, thưa vâng, con thích vâng dạ như thế. Vâng cho ta hạnh phúc hơn, ôi thật là hạnh phúc hơn đây. Vâng, vâng, thưa vâng, con thích vâng dạ như thế. Vâng cho ta hạnh phúc hơn, ôi thật là hạnh phúc hơn đây. Mình thích nói vâng. Ồ, Phúc Kỳ sao thế? Con đói bụng à? Ôi trời, con ơi, thế này là gì đây con? Đôi bụng phải ăn, mẹ thấy hết sạch thức ăn. Ôi trời, con ơi, ôi thôi thôi rồi tôi ơi, hãy cho Wookie ăn đi nào, đừng khóc nhé Wookie ơi. Ô Wookie. Vâng, thưa vâng, con thích vâng dạ như thế. Vâng cho ta hạnh phúc hơn, ơi thật là hạnh phúc hơn đây. Dạ vâng, 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 thưa vâng, con thích vâng dạ như thế. Vâng cho ta hạnh phúc hơn, ôi thật là hạnh phúc hơn đây. Đó là từ con thích nói. Từ con thích nói là gì? Không ai có thể đoán được đâu. Nó là từ không. Không, ngớ ngẩn. Chà, được rồi, giờ hãy chờ nhé. Mình nghĩ mình biết. Bạn biết gì? Ừ hả, là vâng. Ôi trời, con ơi, con tôi chơi bột thật ghê. Đôi tay chúng nó thật bấn ghê, hãy làm sạch chúng đi thôi. Được rồi, được thôi, chúng con hết giờ để chơi. Đến lúc đi ăn hay rửa sạch tay, con hay nghe mau đi làm. Vâng mẹ. Vâng, thưa vâng, con thích vâng dạ như thế. Vâng cho ta hạnh phúc hơn, ôi thật là hạnh phúc hơn đây. Vâng, thưa vâng, con có thể nói vâng không? Vâng, tôi có thể nói bạn cũng vậy. Nào thưa vâng, thưa vâng. Vâng, 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 vâng. Thật là ngớ ngẩn quá đi. Vâng. Ellie thúi thúi, đến giờ phải đi tắm rồi. Tắm bồn bong bóng nè. Thích quá. Con thích ở da vì tắm bồn thật là vui. Tao ly hôi quá. Thêm nhiều nước vào đây làm thật nhiều bong bong. Khi nào mà bồn tắm cả núi bong bong thì con nhảy vào liền nè. À bong bong ở khắp nơi trên bụng và trên cằm luôn. Có bong bong ở bắp tay và ở khắp người con. À bong bong ở khắp nơi trên mặt và trên cằm luôn. Ở ngón chân và ở khắp người con. Bong bóng trên khắp người hai đứa rồi. Bong bong lên kìa rồi biến mất tiêu. Nhưng mà làm cho con thơm. Mẹ nói là con thơm quá đi. Thơm như một viên kẹo. Con thơm nè. Đúng rồi, thơm lắm. Hay gì chứ, ca sâu nè. Nhưng mà làm từ bong bong. Con có cả râu và cả nón nè. Ở trong bồn tắm vui quá đi. Ai bong bong ở khắp nơi trên bụng và trên cằm luôn. Có bong bong ở bắp tay và ở khắp người con. À bong bong ở khắp nơi trên mặt và trên cằm luôn. Có bong bong ở ngón chân và ở khắp người con. Bong bóng trên khắp người hai đứa kìa. Khi mà con đã tắm xong con mặc pyjama lên. Rồi con đi chơi cùng Joey, đứa nào cũng thật là thơm. Cùng nghe ba kể một câu chuyện ngày xưa thật xưa. Một em trai và một cô chị tắm bồn rất là vui. A bong bong ở khắp nơi trên bụng và trên cằm luôn. Có bong bong ở bắp tay và ở khắp người con. A bong bong ở khắp trên mặt và trên cằm luôn. Có bong bong ở ngón chân và ở khắp
rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ ngon. Có ai muốn chơi trò bác sĩ không? Có. Mình muốn chơi. Mình muốn làm y tá. Là mình cùng đi thăm bác sĩ để được kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ yêu thương nhiều và giúp ta luôn khỏe mạnh. Tiếp theo, tới lượt mình. Bước lên nào. Mình được bác sĩ xem lô mũi và được bác sĩ khám phổi. Bác sĩ nói mở miệng ra nào, nên mình thè lưỡi ra luôn. À. Nào ta cùng chơi y tá và bác sĩ. Ok, khám cho mình đi. Ủa, mình đến trước mà. Nào cùng nghe nhịp tim. Tim rất khỏe mạnh. Thật tốt khi có bác sĩ gần bên cạnh ta. Bây giờ bước lên cân nào. Tiếp tục nha. Nào mình lên cân để biết được mình đã cao lớn đến đâu. Bạn cao lớn và quá. Mình luôn nghe lời bác sĩ ăn uống cho thật khỏe mạnh. Bây giờ uống thuốc bổ nha. Và mình còn được bác khám tai, mình cập nhiệt độ rất quá. Tuyệt vời. Nếu mình xin một cây kẹo, bác sĩ luôn nói cho luôn. Cảm ơn bác sĩ. Kẹo đây, màu tím nha. Nhiều khi bé rất sợ phải gặp bác sĩ thăm khám, nhưng mà không có gì phải sợ hết, vì bác sĩ rất là tốt. Mình tự thấy mình tốt đó. Nào ta cùng chơi y tá và bác sĩ. Khám cho mình đi. Ủa, mình đến trước mà. Nào cùng nghe nhịp tim. Tim rất khỏe mạnh. Thật tốt khi có bác sĩ gần bên cạnh ta. Bây giờ chích thuốc nha. Sang tay áo lên nào. Dạ. Mình thật sợ đau. Có đau không? Mỗi lúc chích ngừa đó nha. Vậy mà mình không biết bác sĩ đã chích luôn, cho nên là không đau tí nào. Thấy chưa? Wow. Bác sĩ giỏi quá. Bác sĩ giỏi mà. Nào ta cùng chơi y tá và bác sĩ. Ok, khám cho mình đi. Ủa, mình đến trước mà. Nào cùng nghe nhịp tim. Tim rất khỏe mạnh. Thật tốt khi có bác sĩ gần bên cạnh ta. Thật tốt khi có bác sĩ gần bên cạnh ta. Sao thế, Daisy? Có đau không? Ôi đau quá, thật là đau. Con được nằm xuống đây làm con đau. Ôi đau quá, đau thật đau. Bạn cho cô chúng ta cùng la. Ui da. Sao đâu con nhé, chưa cho con rồi hôn lên đây, mẹ không nên buồn. Ôi đau quá, thật là đau. Con trượt nằm xuống đây làm con đau. Ôi đau quá, đau thật đau. Bạn cho cô chúng ta cùng la. Ui da. Con ăn nhiều bánh kẹo. Ôi bé Silly này, vì sao con lại như thế? Mẹ này chăm sóc tốt cho con mà. Ô thật đau, thật là đau. Con trượt nằm xuống đây làm con đau. Ôi đau quá, đau thật đau. Bạn cho cô chúng ta cùng la. Ui da.
kia bị đau. Rồi ôi bàn chân của chú bị đau. Ôi đau. Walkie cho bé con này rồi mình không sao. Ồ thì là xương nằm chút xíu, lấy ra con chẳng hề chi. Ôi đau quá, thật là đau. Con trượt nằm xuống đây làm con đau. Ôi đau quá, đau thật đau. Bàn cho của chúng ta cùng là ui da. Xem này, mẹ đã chữa cho mình. Con thấy thế nào? Ồ, tốt hơn. Tốt hơn rồi. Cảm ơn mẹ yêu. Mẹ yêu các con. Ôi, con yêu bị sao thế? Mẹ ơi, hôm nay con mệt ghê. Sáng giờ vừa ho vừa sâu. Hình như con không được khỏe đâu. Và cổ họng cũng đau thật đau. Mẹ nói: tội nghiệp con của mẹ không được khỏe. Mẹ sẽ chăm con thật tốt, thế là sẽ khỏe ngay thôi. Hạt xíu hát gì? Hạt xíu hát hồng. Hạt xíu. Mình vẫn thật luôn, thật là đau. Hạt xíu ấp ẩu. Hạt xíu giăng tùm lum. Hạt xíu hát gì? Cái áo mới cũng dơ luôn rồi. Chị hai em không được khỏe đâu, hình như là đang bị sốt. Mẹ đang chăm lo chị thật tốt. Mẹ tuyệt vời như cô tiên. Mẹ luôn yêu thương, chăm sóc và mang cho chị đồ chơi. Mà chị hai cứ ho quá trời, ở đâu cũng ho thật to. Hạt xíu hát gì? Hạt xíu hát hồng. Hạt xíu. Mình bệnh thật luôn, thật là đau. Hạt xíu ấp ẩu. Hạt xíu giăng tùm lum. Hạt xíu hát gì? Cái áo mới cũng dơ luôn rồi. Đừng lo con yêu mẹ ở đây, vô dành yêu thương con nha. Mẹ mang cho con thuốc uống để con hết bệnh thật nhanh. Khi con bắt đầu ngủ ngoan, mẹ sẽ ôm con thật lâu. Mẹ yêu thương con nhiều lắm, hết bệnh thật nhanh nha con. Nào mình cùng dậy đi, rửa mặt nào, rửa mặt nào.
rửa mặt. Rửa mặt là rửa mặt. Mình thích rửa mặt. Coi mình nè. Nào mình cùng dậy và đi thay đồ, đi thay đồ, đi thay đồ. Nào mình cùng dậy và đi thay đồ thật xóm và thật ngoan. Thay đồ, thay đồ, thay đồ, thay đồ là thay đồ. Nhìn mình nè, mình đẹp chưa? Nhớ mang giày nha. Nào mình cùng dậy để có bữa trưa, có bữa trưa, có bữa trưa. Nào mình cùng dậy để có bữa trưa thật xóm và thật ngoan. Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa là ăn chưa? Đi theo mình nào. Bữa trưa của bạn nè. Nào mình cùng dậy để đi đến trường, đi đến trường, đi đến trường. Nào mình cùng dậy để đi đến trường thật sớm và thật ngoan. Đi đến trường nhé. Đi đến trường là đi đến trường. Nào mình cùng dậy để đi đến trường, đi đến trường, đi đến trường. Nào mình cùng dậy để đi đến trường thật sớm và thật ngoan. Đi đến trường nhé. Đi đến trường là đi đến trường. Mình thích đi học. Mình cũng vậy, đi học thôi. Mẹ, kể cho chúng con nghe câu chuyện về Jack và cây đậu thần. Đậu thần là gì? Đó có phải là một loại súp không? Không, ngớ ngẩn, đó là một tôi thật sự không biết. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đã rất lâu mẹ Jack với anh, họ sống nơi trang trại ở quê. Họ rất nghèo và chẳng đủ ăn, kế hoạch họ lập ra vượt qua cuộc sống. Jack, hãy bán con bò của chúng ta đi, và với số tiền đó chúng ta có thể trồng nhiều loại cây hơn. Ngày hợp giờ xa bò rắc băng đi, cho cô bé ngân ngơ mặc đồ rất vui. Chào anh bạn trẻ, cô lịch lãm cúi chào. Đây là hàng đậu, tôi sẽ đỡ con bò. Chúng là đậu ma thuật và chúng sẽ mọc cao lên trời. Wow! Rắc đến nhà cho mẹ rắc xem, và đúng lúc cô nhìn đậu rắc măng. Em nhanh thật nhanh đậu ấy ra ngoài, ôi rắc là đậu, ôi trời khóc. Ngày hôm sau đó từ nơi đậu rơi, cây đậu khổng lồ mọc lên trời ơi. Rắc leo lên cây đậu đó rất cao, tìm thấy một lâu đài trên trời cao. Wow, nhìn xem kìa. Và khi cậu Jack và trông nơi đây, một chú béo to khổng lồ rất kinh. Dầm đôi chân trên cùng âm thanh rất to, rung chuyển bầu trời và những đám mây. Có mùi thằng nhóc nhom nhom ngon. Phi phai phò phơm, sáng sáng chưa đó đến đây nào. Jack đã rất sợ hãi, cậu ta trốn trong tủ trong khi người khổng lồ đếm vàng của mình. Và rồi khi người khổng lồ ngu thiếp đi, Jack chạy trốn cùng với túi vàng, và Jack quyết định sẽ trở về đây. Nhưng trước tiên mình phải cầu nguyện thôi. Ôi làm ơn, làm ơn, hãy giữ tôi an toàn trước gã khổng lồ Oli xấu tính. Cậu trèo lên lâu đài và trốn bên trong. Cậu nói, cô báo khổng lồ quả trứng vàng từ con gà mái đó. Và người khổng lồ đến ít nhất là 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, sao năm là gì vậy? Thì bài phô phẩm có mùi thằng nhóc nhằm nhằm ngon. Thì bài phô phẩm sáng chân chưa đó đến đây nào. Hành động rất nhanh, cậu tóm ngay con gà nhỏ kia. Cậu lấy luôn cây đàn hạt kia và leo xuống cây đậu kia la la. Nhưng người khổng lồ ập đến sau lưng Jack và ném mình lên cây đậu thần. Khi về nhà tôi
Mẹ chắc rất vui và mở buổi tiệc to, hàng xóm đến súp đậu thần không? Không, nhưng bây giờ họ có một con gà mái đẻ trứng vàng. Nhưng bạn có thể bị gãy răng vì những thứ đó. Thôi nào, Joey, hãy kể cho bọn mình nghe câu chuyện Goldilocks một lần nữa đi. Lần này mình muốn chơi Goldilocks vì... Được rồi, nó sẽ rất buồn cười. Đi ra ngoài cô gồ đi lâu, ở đó thấy ngôi nhà xinh ghê. Tớ muốn đi vô nhà xem gì trong đó, tớ im lặng như chuột đi vô. Ô, bà chú gấu, mở cửa vô trong cô gồ đi lâu, đã thấy đã trông thấy gì? Một cái bàn đầy thức ăn thật ngon. Ngon, cháo kìa. Một cậu nhìn đây này. Ồ,
đi. Đồng ý, và cái này cũng hay đấy. Tôi có thể nghe đại dương và chờ đợi âm thanh nó như những em bé cá mập. Nghe này, để tôi nghe. Họ đang nói với nhau, chỉ cần giả sát hay võ với nhau và... đồ ngốc! Nhìn chúng ta này, chúng ta ở dưới biển. Cá mập con, cá mập con, chú cá con, là cá con. Hãy đến chơi, hãy đến chơi, hãy đến chơi, thật là quá vui. Yeah, này, này các bé ở đây. Cá mập mẹ, cá mập mẹ, cá mập mẹ, mẹ cá đây. Đến ngay thôi, đến ngay thôi, đến ngay thôi, nhảy với nhau cúi xuống. Cá mập cha, cá mập cha, chú cá cha là cá cha. Hãy đến bơi, hãy đến bơi, hãy đến bơi, phải trái bơi. Xem tôi. Cá mập ăn, cá mập ăn, chú cá ăn, là cá ăn. Đá trái banh, đá trái banh, đá trái banh, nào bắt banh. Cá mập chi, cá mập chi, cá mập chi, chi cá đây. Hãy selfie, hãy selfie, hãy selfie, chụp anh đi. Hãy nhìn tôi. Ôi bạn trông thật dễ thương. Cá mập đây, cá mập đây, chú cá đây, ba cá đây. Có đồ chơi, có đồ chơi, hãy đến chơi, yêu bà quá đi. Cá mập ông, cá mập ông, chú cá ông, là cá ông. Hát với cá, hát với cá, hát với nhau, cùng với nhau. La 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 la. Kết thúc thôi, kết thúc thôi, kết thúc thôi, dừng lại thôi. Thôi không phải. Các con đây rồi. Những nhà thám hiểm chúng nhỏ của đây. Mẹ tốt đẹp, duyên dáng. Các con ướt hết rồi. Con đã ở đâu vậy? Chúng con vừa mới bơi trong trí tưởng tượng của chúng con. Yeah, yeah, đúng vậy đó. Yeah, đúng vậy. Wow, nhìn chú thỏ kia và con heo kia. Chào mọi người. Chào mừng bạn đến với chương trình Thú Cưng đầu tiên của chúng tôi. Và chúng tôi đã có một chương trình cho bạn. Yay! Thú cưng bạn có không? Một con thú nhỏ hạnh phúc, một con vật nhỏ đầy. Con chó thú cưng là bạn con yêu
từng là bạn tốt và chúc yêu chúng ta mà thôi. Chào mọi người, đây là con mèo Kitty của tôi, Âu Yếm. Nói chào, Âu Yếm. Sợ chơi đây Kitty, muốn chơi trò chơi không? Đang mèo con, con mèo của tôi thích Âu Yếm và đó là tên của mèo. Tôi có một chú thỏ con này, bé mềm ngọt ngào trắng tươi, rau diếp tôi cho bé ăn, nè thỏ cắn trông rất ư nhẹ nhàng. À, nhìn chú thỏ con kia, 1, 2, 3, 4, tôi cưng bạn có không? Một con thú nhỏ hạnh phúc, một con vật nhỏ đầy lông hoặc hai, con chó, con mèo, một con thỏ và chúng chỉ yêu bạn thôi. Tôi cưng mình có một con thú nhỏ hạnh phúc, một con vật nhỏ đầy lông mình có. Tôi cưng là bạn tốt và chúng yêu chúng ta thôi mà. Tôi cưng là bạn tốt và chúng yêu chúng ta mà thôi. Yeah yeah yeah. Các con sẵn sàng đi picnic chưa? Mẹ mang nhiều trái cây quá nè. Wow, nhìn mấy quả chuối kìa. Con muốn ăn trái đào và nho nữa. Ngon quá. Mình mê trái cây ghê luôn. Quà tao và lê, bạn chẳng thích quà nào? Mình thích quà dâu nè, ngon và thật tốt luôn nè. Kìa đó là nho, và quà đó là bơ. Còn đây là quà dưa, có trái to trái nhỏ. Thật khó để chọn một trái thôi, tại vì trái nào cũng thật là ngon. Thế chúng mình ăn hết đi, ăn hết trái cây bạn ơi. Kìa quả đào ngon, còn quả dại thì rất tươi. Trái xoài và kiwi mình cũng thích hết luôn nè. Quả dừa kia, quả quýt kia, cà chua với cam nè, giúp cho sức khỏe của các em bé nhà tôi. Thật khó để chọn một trái thôi, tại vì trái nào cũng thật là ngon. Thế chúng mình ăn hết đi, ăn hết trái cây bạn ơi. Cho con quả nho đi. Có ngay. Yeah yeah yeah. Nào cùng nhau ăn trái cây để bảo vệ sức khỏe nha. Đó chính là kẹo của tự nhiên và rất tốt cho chúng ta. Thật khó để chọn một trái thôi, tại vì trái nào cũng thật là ngon. Thế chúng mình ăn hết đi, ăn hết trái cây bạn ơi. Thật khó để chọn một trái thôi, tại vì trái nào cũng thật là ngon. Thế chúng mình ăn hết đi, ăn hết trái cây bạn ơi. Dưa hấu. Quả thơm. Còn trái ổi thì sao? Ôi, trái cây thật tuyệt vời. Yum. Các con đâu rồi? Con ở đây. Con định làm gì vậy? Không làm gì. Những chú mèo nhỏ của mẹ đâu rồi? bé này mau thức đi, dậy ăn sáng nào con. Đang đến. Thôi nào, mặt trời đã lên rồi, sẽ không gọi bé nữa đâu. Ôi không mẹ ơi mẹ hơi, bé chỉ muốn ở giường thôi. Con muốn con được ngủ tiếp, chẳng thể ngẩng đầu con lên. Được rồi con.
kỳ chẳng phiền đâu. Quốc kỳ ăn cái bánh đây, ô thật là tốt ghê. Chờ đã không? Mẹ ơi chờ con một phút nha, con nghĩ con thức được rồi. Đừng cho ai ăn bánh của con, dù cho đôi mèo xinh đừng. Chị sẽ ăn nó không? Ồ, oh, nhìn vào mớ hỗn độn này, mẹ có thích không? Wow. Làm sạch phòng con nào cô bé ơi, con làm nó tùm lum đó kìa. Ôi trời đất ơi con gái tôi, con nhìn này quần áo của con. Ôi không mẹ ơi mẹ hơi, con đây thích thế mẹ ơi. Các sắc màu mọi thứ ở đây, bọn chúng thật tuyệt ghê. Nhưng nhìn xem đây bé yêu, sơn mình đều bỏ vào đây, giúp làm cho con ghê bừa bộn chẳng còn đâu. Thế đấy. Oh wow. Được thôi mẹ ơi mẹ hai. Vâng 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 vâng. Yeah. Mẹ hai xem nào con về quần áo nhỏ xinh này đây. Lúc khi ta gặp nhiều rắc rối, chúng ta nào hãy nói không? Đó là từ yêu thích của con, thật khó có thể bỏ qua. Được thôi nào các bạn nhỏ ơi, chúng ta đi cửa hàng thôi. Không đi. Hãy lấy đồ đi nhé. Không không không. Chúng ta đi ra cửa nào. Nhưng ôi không mẹ hỡi mẹ ơi, bé muốn chơi ở ngoài kia. Chơi xích đu này con thích. Yeah. Con muốn trượt cầu tuột thôi. Rồi con trượt chơi và chơi xích đu không? Khi bọn mình trở về đây, và nếu con mà ngoan nhé, chúng ta có bữa ăn này. Hoan hô. Được rồi mẹ hỡi mẹ ơi. Vâng 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 vâng. Không phải tranh cãi gì đâu, mẹ tốt nhất của con. Không, con là tốt nhất. Không mẹ. Không, con. Đi nào các con. Dạ con đi nè. Yeah yeah yeah. Trong nông trại ông có con bò, i ai i ai ô. Ở đây mu mu, ở kia mu mu, bò kêu mu mu, ở muôn nơi mu mu. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ở trong nông trại ông có con heo, i ai i ai ô. Ở đây ổn ổn, ở kia ổn ổn, heo kêu ổn ổn, ở một nơi ổn ổn. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ổn ổn. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ở trong nông trại ông có con ngựa, i ai i ai ô. Ở đây nay nay, ở kia nay nay, ngựa kêu nay nay, ở muôn nơi nay nay. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Này. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ở trong nông trại ông có con cầu, i ai i ai ô. Ở đây ba ba, ở kia ba ba, cừu kêu ba ba, ở muôn nơi ba ba. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ba ba. À con vịt kia. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ở trong nông trại ông có con vịt, i ai i ai ô. Ở đây quát quát, ở kia quát quát, vịt kêu quát quát, ở muôn nơi quát quát. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Lại đây nè vịt ơi. Ông mặc đồ nào ở nông trại, i ai i ai ô. Ở trong nông trại ông có con chó, i ai i ai ô.
lắc, ở một nơi lắc lắc. Ông McDonald ở nằm trại, E-I-E-I-O. Mình cảm thấy một cái gì đó lung lay trong miệng của mình. Có phải là động đất không? Không, nhưng cảm thấy buồn cười. Để mẹ xem. Mẹ xem này, răng con lắc lư, chắc nó sắp rơi ra ngoài. Ồ không, nó lắc lư dưới chân đây này lắc hoài, mẹ có thấy không? Sao bây giờ chẳng tốt sao? Mẹ thích răng con rung nè. Tại sao? Chúng mình thấy thật vui nè, đó là cuộc sống bé ơi. Răng con lắc lư, dường như muốn rơi. Nó lắc lắc lư đây nè. Lắc nó đi. Răng rơi mất, tôi cười thật rất to. Tôi khóc còn răng. Bạn không có răng ư? Yeah.
đi đâu vậy? Tớ thích xe bus đi thôi, nhìn kìa. Ồ kìa, van xòe xoay, chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Ồ kìa, van xòe xoay, chúng nó xoay vòng, tiến về thành đô. Còi to cho xe buýt kêu pip 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 pip. Còi to cho xe buýt kêu pip pip pip, tiến về thành đô. Gạt nước trên xe buýt xoay vu 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 vu. Gạt nước trên xe buýt xoay vu vu vu, tiến về thành đô. Vu, trời đang mưa, tớ cũng thích trời mưa. Trẻ con trên xe buýt la cu 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 cu. Trẻ con trên xe buýt la cu cu cu, tiến về thành đô. Kêu 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 kêu. Trẻ con trên xe buýt thở bong bóng xa phòng, thở bóng xa phòng, thở bóng xa phòng. Trẻ con trên xe buýt thở bong bóng xa phòng, tiến về thành đô. Ô, tôi đã thổi bong bóng đó, bắt lấy. Ô, ô, nhìn kìa, bắt lấy nó, tôi đã bắt được rồi. Trẻ con trên xe buýt đi xuống lên hoài, xuống lên hoài, xuống lên hoài. Trẻ con trên xe buýt đi xuống lên hoài, tiến về thành đô. Lên xuống, lên xuống. Ồ kìa, bánh xe xoay, chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Ồ kìa, bánh xe xoay, chúng nó xoay vòng, tiến về thành đô, tiến về thành đô. Chúng ta đi bơi thôi. Yeah, trời nóng quá. Mình cũng vậy. Thôi nào, Quốc Khi, cậu cũng có thể đi. Chắc rồi. Thôi nào, Quốc. Nhìn đi chúng mình bơi, nước mắt quá đi. Bơi sai đây và mình nổi được luôn. Hay đó. Tớ bơi quanh ở đây thật nhanh, đi chơi giống hết một chiếc thuyền mai. Mình nên thơ đây nè và đếm đến mười luôn đây. Xem mình lặng bạn ơi, và mình lặng tiếp tục đây. Bơi nè hồ bơi đây, hè nông qua đi vào kia.
trai bạn ơi, tớ chỉ thích chơi trò chơi và cân bằng bóng mình chơi. Mọi người cảm thấy thật vui, chúng mình tắm nắng dưới mặt trời, bơi luôn tốt nhất thật mà. Nhanh lên nào vui bé cùng bơi. Thưa bác, nhìn chúng mình bơi, nước mát qua đi. Chúng ta bơi nè hồ bơi đây. Hè nóng quá, nhảy vào đi thôi. Bơi giúp ta cười toe toét luôn. Bơi giúp chúng mình vui. Chắc chắn là vậy. Này, quả bóng của mình đâu rồi? Oh, nhìn kìa, côn trùng. Một con bò lởm ngởm. Đây này, eo ơi. Ôi con trùng, chúng rất ghê ghê sợ. Chúng ở trên mái nhà kìa và chúng ở dưới thảm luôn. Ôi con trùng, chúng rất ghê ghê sợ. Chúng ở trên mái nhà kia và chúng ở dưới thảm luôn. Họ làm cho tôi achu achu, càng ngày lần đêm achu achu. Mình sợ bọn chúng năm nay achu 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 achu. Họ làm cho tôi achu achu, càng ngày lần đêm achu achu. Mình sợ bọn chúng năm nay achu 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 achu. Ew, nhìn kia. Ew, nó có một đôi mắt to. Ôi côn trùng, chúng bé to ghê sợ, khắp nơi thấy chúng bò. Nhanh, ở dưới cái ghế. Ôi côn trùng, chúng bé to ghê sợ, khắp nơi thấy chúng bò. Nhanh, ở dưới cái ghế. Họ làm cho tôi yêu yêu, càng ngày lần đêm yêu 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 yêu. Mình sợ bọn chúng lắm đây. Yêu ui, yêu yêu yêu. Họ làm cho tôi yêu yêu, càng ngày lần đêm yêu 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 yêu. Mình sợ bọn chúng lắm đây. Yêu ui, yêu yêu yêu. Cười nổi. Yêu. Ôi côn trùng, nhìn chúng nhỏ xíu nhỏ xíu, nhảy xuống lên nơi này. Bọn chúng ở khắp nơi. Ôi côn trùng, chúng nhỏ xíu, nhảy xuống lên nơi này. Bọn chúng ở khắp nơi. Họ làm cho tôi xíu 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 xíu, càng ngày lần đêm xíu 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 xíu. Mình sợ bọn chúng lắm đây. Xíu 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 xíu. Họ làm cho tôi xíu 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 xíu, càng ngày lần đêm xíu 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 xíu. Mình sợ bọn chúng lắm đây. Xíu 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 xíu. Bây giờ cậu phải tự chăm sóc bản thân, bé côn trùng. Yeah, đi đi. Giờ thì vui rồi. Mẹ ơi, mẹ sẽ hát ru cho con nghe được không? Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời, mẹ mua cho em chú chim nhài này. Và con chim đó chẳng hót một lời, mẹ mua cho em chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương đó biến ra đồng thau, mẹ mua cho em cái gương để soi. Con chim đó chẳng thể bay lên, mẹ sẽ chia cho con ánh sao trên bầu trời. Và sao trên đó bóng tôi đen đi, mẹ sẽ đưa con đi đến ngay công viên. La la la.
em bé nhỏ chẳng mấy quan tâm, mẹ mang cho em chú gấu Teddy. Và nếu gấu thấy tốt vui tươi, mẹ sẽ cho con xem những con chuột này. Và chuột nhảy múa bóng thoát chạy đi. Ồ thì chẳng sao đâu ông thôi con yêu. La la lô, la la lô, bài hát ru mẹ dành cho con. La la lô, la la lô, bài hát ru với yêu thương đầy. Giờ em bé nhỏ bé ngu say ghê, đầu ngã nghiêng đếm con cừu này. Cừu ta bay thoát lên trời cao, mẹ vẫn đang hát ru cho con. Và khi con thức dậy ở đây, mẹ ngay đây chớ nên sợ chi. Ngủ